Đúng ra vậy ha, mà ăn mình gỡ ra làm hai, ăn vậy mới đúng. Hello các bạn, hôm nay sáng mình với mấy bạn đi ăn sáng thử coi bên Mỹ mình đi mua đồ ăn sáng có giống như Việt Nam không ha. Rồi thử coi có ngon bằng bánh mì ở Mỹ có ngon bằng bánh mì Việt Nam mình không nha. Rồi ăn coi chơi chơi vui, chia sẻ chơi vui ha. Rồi. Và hôm nay mình sáng mình tới đây mình ăn sáng mình sợ nó gắn queo. Bà con nó mất hết trơn. Đây. Cảm ơn bạn lấy nha. Yeah, can I have a coupon? Can I order that, please? What's that coupon, though? 6485. Mm-hmm. Do you want coffee with that or something for that? I'm sorry? Do you want a coffee with that? Yes. Do you want two coffee? Yes, two coffee. Can you give me a Splendor and cream? Creamer? You said Sunday, huh? Yes. What else, Frank? Do you want the sauce as well? What else, Frank? No, that's it. But can you give me ham and eggs, croissant, please? No cheese? Yes, yes, with cheese. So, two ham, egg, cheese? Yes, ma'am. What else, Frank? That's it. Okay. All right, thank you. Và bây giờ mình lên cửa, mình trả tiền với lại để bánh ở trên này mà. Đây, nãy mua là cái này mà có một cái phiếu giảm giá nên đây qua đây được hai phần. Con đồ ăn đây. Cái hash brown giống như khoai tây chiên của mình ha, nhưng mà khoai tây nó bầm bầm sáng nhuyễn ra. Cái này giống như cua, bánh mì giống như cua, bánh mì cua của mình ha. Rất là mềm. Rồi đi cà phê. Mà mình sẽ thêm sữa này nọ vô. Rồi coi nó giống kiểu Việt Nam mình, sáng sớm mình đi ăn phở hủ tiếu thì mình đi ăn vậy. Bánh mì ăn cũng giống bánh mì lắm ha. Bánh mì mà giống như bánh mì ngọt. Rồi đúng là vậy ha, mà ăn mình gỡ ra làm hai, ăn vậy mới đúng. Nhìn thấm dầu, nó hơi thấm nhiều dầu nữa, ăn béo quá. Cái này nhiễm giống bánh mì mình không, mà nó mềm hơn ha. Cái này là gỡ ra hai lớp rồi. Phải có này, có chắc bỏ cha lụa dâm bông, cái này chắc giống như dâm bông của mình. Cha lụa đây. Cái bánh mì nó mềm, mềm đến mềm ngọt mình. Cái này nó lại chấm cái sốt này nọ không? Không giỏi. Mình ở bên đây không có bánh mì thịt kiểu Việt Nam, ăn đỡ cái này cũng được, cũng ngon. Thiếu rau, thiếu da lụa như chua. Còn bên đây thì là mình đi lấy tiền các bạn, để lần sau mình chia sẻ để coi cách lấy tiền bên đây nó có giống lấy tiền bên Việt Nam mình không ha. Đông dễ sợ, đông ghê không? Quá trời luôn. Khi nào mình bắt đầu nghe hơi nó xì xì vậy là cái đầu ống nó sắp chạy ra mà. Bây giờ nó chưa nghe đâu. Họ mới chào mình, họ hỏi mình thôi. Bây giờ trời tí xíu hôm nay không biết cái kiểu gì mà quá trời đông luôn, từ đường chạy tới là lấy ra. Nè quá trời đông luôn. Bên đây thì mình khi mình chỉ đổi mình chỉ cùng đưa cái đó, nó xì đó bạn, nó đang xì. Thank you. Mình dùng cái bằng lái mà chứ không có cần, không có dùng cái chứng minh nhân dân như bên mình. Đây này thấy không, nó ra này các bạn, tiền ra lần. Còn đây là một lần khác mình cũng đi mua đồ ăn trưa để lần sau mình chia sẻ với các bạn ha. Thôi để mình kết thúc cái video ngắn này ở đây ha.
Rồi có nếu bạn có ý kiến gì cho mình làm tốt hơn, hay là muốn thấy bà, hay là mình chia sẻ những cảnh gì trong mấy video khác, thì cho mình một tin nhắn ha. Sẵn cho mình một cái đăng ký ủng hộ để có động lực, có gì thì làm tiếp chia sẻ chơi mấy bạn cho vui ha. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong những video sau.